Thưa quý vị, thưa các bạn, 6 tháng đầu năm 2018, lực lượng quản lý thị trường cả nước đã tổng kiểm tra gần 80.000 vụ, phát hiện xử lý vi phạm gần 52.000 vụ với tổng số tiền thu nộp ngân sách 282 tỷ đồng. Theo báo cáo của cơ quan chức năng, tình hình buôn lậu, buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu tuy không còn công khai như trước đây nhưng vẫn diễn biến phức tạp, tập trung tại địa bàn các tỉnh biên giới Tây Nam, biên giới miền Trung và biên giới phía Bắc. Hàng hóa vi phạm tập trung chủ yếu là rượu bia, nước giải khát, đường ăn, xăng dầu, thuốc lá điếu, vải, quần áo may sẵn, mỹ phẩm, thực phẩm, hàng điện tử. Đáng chú ý, những vi phạm về an toàn thực phẩm vẫn phức tạp, trong đó việc kinh doanh thực phẩm có chứa chất phụ gia không được phép sử dụng vẫn tồn tại và rất khó truy xuất nguồn gốc. Hoạt động sản xuất, vận chuyển, kinh doanh các mặt hàng là lương thực, thực phẩm không rõ nguồn gốc diễn ra thường xuyên. Trong 6 tháng đầu năm 2018, lực lượng quản lý thị trường đã xử lý 4.663 vụ vi phạm về an toàn thực phẩm, xử phạt 11,2 tỷ đồng, trị giá tăng vật thu giữ trên 8,9 tỷ đồng. Các tháng đầu năm của 2018 thì như vậy là chúng ta đã đạt được những kết quả, có thể nói là hết sức là đáng khích lệ. Ít nhất người ta thấy rằng là lực lượng quản lý thị trường trên toàn quốc đã có cái tinh thần quyết liệt và có cái tinh thần là tập trung để đấu tranh chống những cái sai phạm, những cái vi phạm trong cái việc là hàng gian, hàng giả, rồi là chống buôn lậu, gian lận thương mại, rất nhiều việc khác. Trong 6 tháng đầu năm, lực lượng quản lý thị trường đã triển khai nhiều đoàn công tác để chỉ đạo, đôn đốc xử lý một số vụ việc vi phạm về hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ nổi cộm, bước đầu tạo được uy tín trong dư luận xã hội, góp phần ngăn chặn, giảm thiểu các đối tượng công khai sản xuất, kinh doanh hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Điển hình như vụ sản phẩm Vinaca giả thuốc chữa bệnh, khăn lụa Khải Siêu, mỹ phẩm TS đã chuyển cơ quan công an để điều tra hình sự. Việc xử lý vi phạm đối với hệ thống các cửa hàng Mumuso, kiểm tra xử lý một số doanh nghiệp kinh doanh đường nhập lậu, giả mạo xuất xứ hàng hóa tại Kiên Giang, Long An, Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Trị, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, kiểm tra xử lý vi phạm đối với sản phẩm mỹ phẩm, thực phẩm chức năng Thanh Mộc Hương. Để tránh cái tình trạng mà cứ xử phạt hành chính trong lĩnh vực có dấu hiệu hàng giả thì tôi cho không thể được. Đã là hàng giả mà ảnh hưởng đến tính mạng sức khỏe con người thì hết sức nghiêm trọng, phải xử phạt, phải khởi tố và thậm chí răn đe, phải xử mức độ nghiêm minh trước pháp luật. Và phải phối hợp rất tốt, tôi nuốt luôn, đi đâu tôi cũng vẫn khẳng định, phối hợp thật tốt với các phương tiện truyền thông báo đài. Hy vọng từng bước sẽ đẩy lùi và ngăn chặn cái vấn nạn hàng giả hiện nay. Theo dự báo, trong những tháng cuối năm, hoạt động vận chuyển, buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu vẫn diễn biến khá phức tạp, tập trung chủ yếu vào các mặt hàng có giá cả chênh lệch lớn giữa trong nước và ngoài nước, mức thuế nhập khẩu cao hoặc bị áp dụng hạn ngạch như rượu bia, thuốc lá, đường cát. Đối với hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, tập trung vào các nhóm hàng may mặc, thiết bị điện tử, đồ gia dụng, hàng tiêu dùng, gây nguy cơ ảnh hưởng đến đời sống, sức khỏe người tiêu dùng. Trong thị trường nội địa, tình hình sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ hàng hóa không rõ nguồn gốc, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng đang có chiều hướng gia tăng. Vì vậy, bên cạnh thực hiện kiểm tra, kiểm soát thị trường theo kế hoạch, lực lượng quản lý thị trường sẽ tiếp tục tăng cường triển khai cao điểm kiểm tra, kiểm soát, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2019. Chúng tôi nghĩ rằng là từ nay đến cuối năm thì công việc thì cũng rất nhiều, thì cái tính chất công việc của lực lượng quản lý thị trường thì lúc nào cũng bận, lúc nào cũng rất phức tạp và lúc nào cũng rất nhiều việc. Có thể khẳng định là từ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, lãnh đạo của Ban chỉ đạo 389 quốc gia đã khẳng định là cái công tác quản lý thị trường và trực tiếp là cái việc chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, người xâm phạm sở hữu trí tuệ, thậm chí là vệ sinh an toàn thực phẩm, và rất nhiều các công việc mà không thể hết được thì lực lượng quản lý thị trường chúng ta đều phải đảm nhiệm. Thì tới đây chúng tôi sẽ phải phối hợp rất tốt trong chuyện chia sẻ thông tin, phối kết hợp nắm bắt, phân loại đối tượng, điều tra nghiên cứu cơ bản. Tôi tin là cái vấn nạn mà hàng giả, hàng nhái, hàng các thứ thì ngăn chặn, tôi tin đẩy lùi. Để đảm bảo ổn định thị trường, giá cả hàng hóa những tháng còn lại của năm 2018, lực lượng quản lý thị trường tập trung vào công tác nắm bắt địa bàn cũng như những diễn biến của hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, an toàn thực phẩm, tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, đẩy mạnh việc tuyên truyền, vận động, ký cam kết không buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng vi phạm an toàn thực phẩm và nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các lực lượng chức năng như công an, hải quan, bộ đội biên phòng, thanh tra chuyên ngành trong đấu tranh buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng kém chất lượng, hàng vi phạm an toàn thực phẩm. Đặc biệt là sẽ kiên quyết xử lý những hành vi vi phạm nghiêm minh theo quy định của pháp luật.